Xin chào, tôi là Đăng Sơn đến từ kênh VN Uptrend. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách đọc đồ thị nến cơ bản. Đây là video trong chuỗi video phân tích kỹ thuật. Hãy theo dõi chúng tôi nhé! Có phải bạn đang băn khoăn không biết phải tiếp cận thị trường tài chính như thế nào? Làm sao để biết những nội dung và cấu trúc của thị trường? Bạn không biết phải nghiên cứu các chỉ số thị trường hay bắt đầu với những công thức tính toán? Thực tế, chúng ta tiếp cận thị trường bằng việc tập trung nghiên cứu vào hai thứ, đó là nghiên cứu đồ thị và nghiên cứu thông tin. Có rất nhiều loại đồ thị như đồ thị đường, line chart, đồ thị thanh, bar chart và loại đồ thị phổ biến nhất đó là đồ thị nến, candlestick chart. Đây cũng chính là loại đồ thị mà chúng ta sẽ tìm hiểu ngay bây giờ. Điểm qua một chút về lịch sử. Đồ thị nến được khai sinh bởi một thương gia buôn gạo người Nhật tên là Munehisa Homma vào thế kỷ thứ 18. Chính vì thế, đồ thị nến còn được gọi là đồ thị nến Nhật. Đồ thị nến chính thức được giới thiệu với phương Tây và thế giới qua cuốn sách Đồ thị nến Nhật Bản của Steve Nissen. Đồ thị nến bao gồm một loạt những nến xanh đỏ được sắp xếp liền nhau. Mỗi nến cho chúng ta thông tin nhất định về giá thị trường trong một khoảng thời gian cố định. Thực tế cho thấy, đồ thị nến là cách tốt nhất để mô tả giá thị trường cũng như xu hướng tăng hay giảm giá. Bằng cách quan sát và nghiên cứu những thông tin đồ thị mang lại, mà chúng ta có thể đưa ra những quyết định mua hoặc bán hợp lý. Hãy cùng nhau tìm hiểu chi tiết về đồ thị nến. Đợi một chút, đây là phần quan trọng, chúng ta sẽ tạm dừng chơi nhạc. Mỗi cây nến trên đồ thị biểu thị cho một khoảng thời gian cố định. Nếu bạn lựa chọn khoảng thời gian là 15 phút, chuyển động giá trong mỗi khoảng thời gian 15 phút sẽ được ghi lại bởi một cây nến, ví dụ như ở đây hoặc ở đây. Mỗi cây nến sẽ bao gồm phần đặt ở giữa, gọi là thân nến, body, và phần trên đỉnh và bên dưới, gọi là bóng nến, shadow. Những phần này được tạo nên bởi những mức giá trong khoảng thời gian mà nó mô tả, đó là giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất. Nếu giá đóng cửa lớn hơn giá mở cửa, chúng ta có một cây nến tăng giá màu xanh. Ngược lại, nếu giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, chúng ta sẽ có một cây nến giảm giá màu đỏ. Những cây nến cũng thật đơn giản đúng không? Vậy thì, biểu đồ nến được ứng dụng như thế nào? Biểu đồ nến trở nên phổ biến bởi tính đơn giản và hiệu quả của nó. Nó đặc biệt có giá trị tại những điểm đảo chiều của giá. Bằng việc nghiên cứu những mẫu hình nến, chúng ta có thể nhận biết được thị trường đang tiếp tục chuyển động theo xu hướng hay sẽ đảo chiều. Từ đó, nhà đầu tư sẽ có những quyết định phù hợp. Khi giá kết thúc xu hướng giảm và bật tăng trở lại, chúng ta gọi đó là sự đảo chiều tăng giá. Khi sự đảo chiều tăng giá xuất hiện, chúng ta có thể ra quyết định mua. Có nhiều mẫu hình nến cho tín hiệu đảo chiều tăng. Hãy cùng tìm hiểu một vài mẫu hình nến hiệu quả. Mẫu hình nến đơn gồm một nến cho tín hiệu đảo chiều, tiêu biểu Hammer. Hammer là một cây nến có thân ngắn, bóng dưới dài, bóng trên ngắn hoặc không có. Nến mô tả lực cầu xuất hiện ở mức giá thấp và đẩy giá đóng cửa cao hơn, cho thấy tín hiệu đảo chiều tăng giá. Chúng ta có thể mua hoặc đợi tín hiệu xác nhận ở cây nến tiếp theo, có thể là một cây nến xanh. Cặp nến đảo chiều tăng gồm hai nến cạnh nhau, tiêu biểu bullish engulfing, nhấn chìm tăng.
Mẫu hình nến gồm một cây nến đỏ và theo sau bởi một cây nến xanh lớn hơn. Chiều cao của cây nến xanh phải bao trùm cây nến đỏ trước đó. Ngụ ý rằng sự giảm giá đã kết thúc và bắt đầu đảo chiều tăng. Tín hiệu càng mạnh hơn khi cây nến xanh lớn gấp 2 hoặc 3 lần cây nến đỏ. Nhà đầu tư có thể ra quyết định mua hoặc đợi tín hiệu xác nhận. Bộ ba đảo chiều tăng giá gồm 3 nến cạnh nhau, tiêu biểu Morningstar, Sao Mai. Nến đầu tiên xuất hiện vẫn là một cây nến đỏ, cho thấy giá đang đi xuống. Cây nến thứ hai có thể là một cây nến Doji hoặc là một cây nến nhỏ, cho thấy quá trình giảm giá đã chững lại. Cây nến thứ ba xuất hiện là cây nến tăng giá, tín hiệu đáng tin cậy nếu cây nến này lớn hơn, cao hơn cây nến đỏ thứ nhất. Mẫu hình xuất hiện cho thấy xu hướng giá đã thay đổi. Bạn có thể ra quyết định mua hoặc đợi tín hiệu xác nhận. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi đến các mô hình nến đảo chiều giảm giá. Đảo chiều giảm giá là việc đường giá chuyển từ xu thế tăng sang xu thế giảm. Nhà đầu tư có thể ra quyết định bán. Mô hình nến đảo chiều giảm giá. Mô hình nến đơn gồm một cây nến cho tín hiệu đảo chiều, tiêu biểu Shooting Star, Sao Băng. Shooting Star là một cây nến có thân ngắn, bóng trên dài và bóng dưới ngắn hoặc không có. Đối nghịch với cây nến Hammer cho tín hiệu tăng giá, thì nến Shooting Star cho tín hiệu đảo chiều giảm giá. Nhà đầu tư có thể ra quyết định bán hoặc đợi cây nến xác nhận tiếp theo. Cặp nến đảo chiều gồm hai nến đảo chiều giảm, tiêu biểu British Seagulfing, nhấn chìm giảm. Đầu tiên là một cây nến nhỏ xuất hiện, sau đó là một cây nến giảm giá lớn hơn, trùm lên cây nến xanh trước đó. Cây nến đỏ càng dài, càng cho thấy tín hiệu đảo chiều rõ ràng, giá đã kết thúc xu hướng tăng. Bạn có thể ra quyết định bán hoặc chờ thêm tín hiệu xác nhận ở cây nến tiếp theo. Cặp nến đảo chiều Dark Cloud Cover, mây đen che phủ. Đầu tiên là một cây nến xanh tăng giá. Tiếp theo đó là một cây nến đỏ với giá mở cửa cao hơn hoặc bằng giá đóng cửa cây nến xanh, nhưng sau đó giá giảm và đóng cửa thấp hơn ít nhất nửa dưới của cây nến xanh. Xu hướng tăng giá đã bị chững lại, nhà đầu tư có thể bán hoặc chờ đợi cây nến tiếp theo để xác nhận, ví dụ như là một cây nến đỏ. Mẫu hình bộ ba đảo chiều giảm gồm 3 nến cạnh nhau, tiêu biểu Evening Star, Sao Hôm. Đây có thể coi là mẫu hình đối nghịch với mẫu hình nến Morning Star. Thành phần đầu tiên gồm một cây nến xanh tăng giá. Tiếp theo là một cây nến nhỏ hoặc cây nến Doji. Và cuối cùng là cây nến giảm giá xuất hiện. Mô hình này cho thấy xu thế tăng giá đã chứng lại. Bạn có thể quyết định bán. Quyết định bán sẽ đáng tin cậy hơn nếu cây nến thứ ba lớn hơn và che phủ hết phần tăng giá ở cây nến thứ nhất. Như vậy, biểu đồ nến và các mô hình nến đảo chiều không hề phức tạp hay cao siêu. Hãy quan sát đồ thị, tìm kiếm những gợi ý từ thị trường và bạn sẽ có những quyết định đúng đắn và hiệu quả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ chúng tôi. Hãy nhấn vào đăng ký để nhận thêm nhiều video chia sẻ.
Đừng quên ghé thăm trang web vnupchain.com. Trân trọng và hẹn gặp lại.